bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Cú sốc của Lâm Tâm Như, sự trắng tay của Lâm Tâm Như tại lễ trao giải phim truyền hình Kim Trung vẫn gây bàn tán trong dư luận. Chính nữ diễn viên cũng bất ngờ và bị sốc trước kết quả. Sau khi lễ trao giải Kim Trung lần thứ 57 khởi tranh, sự xuất hiện của hai đăng sơ thượng ở nhiều hạng mục đề cử không nằm ngoài dự đoán. Tác phẩm do Lâm Tâm Như sản xuất khuấy đảo màn ảnh Nhỏ Hoa Ngữ từ cuối năm 2021, nữ diễn viên được cho là sẽ thắng lớn tại giải thưởng truyền hình danh giá nhất Đài Loan. Chung cuộc, Lâm Tâm Như và đoàn phim Hoa Đăng Sơ Thượng không được xướng tên nhận cúp lần nào, dù có đến 11 đề cử ở Kim Trung. Việc người đẹp Hoàn Châu cách cách trắng tay được khán giả và giới truyền thông quan tâm. Tôi bị sốc và cảm thấy mất mát. Theo Seth, Lâm Tâm Như và ekip Hoa Đăng Sơ Thượng được truyền thông vây kín sau lễ trao giải Kim Trung kết thúc. Trang tin cho biết đoàn phim còn giấu được sự thất vọng khi rời hội trường. Lâm Tâm Như bị bắt gặp cười gượng, mắt đỏ hoe và rơm rớm nước mắt. Người đẹp Dương Cận Hoa đến nước mắt vì đệ buộc dạy nữ diễn viên chính xuất sắc Thị Hậu vào tay Tạ Duyên Huyên. Cô chỉ thua người đồng nghiệp đúng một phiếu bầu. Nam diễn viên Dương Hữu Ninh phải liên tục hò hét kêu gọi mọi người vui vẻ để cứu bầu không khí ảm đạm cho ekip Hoa Đăng Sơ Thượng. Trước truyền thông, Lâm Tâm Như chia sẻ, cô ngạc nhiên và thất vọng trước kết quả nằm ngoài dự tính. Ban giám khảo là quẹ so với xu thế của thị trường. Tôi cảm thấy bản thân có chút thiệt thòi. Tôi tự hỏi vì sao Hoa Đăng Sơ Thượng của chúng tôi đến một giải cũng không có. Chúng tôi chưa đủ tốt hay sao? Nữ diễn viên nói. Lâm Tâm Như thừa nhận không giàu kinh nghiệm trên cương vị nhà sản xuất, nhưng đây là lần đầu tiên cô tay trắng ra về ở Kim Trung. Điều này khiến nữ diễn viên bị sốc. Người đẹp tự chế giễu bản thân về ekip Hoa Đăng Sơ Thượng là đoàn phim đen đủi nhất trong lịch sử giải. Lâm Tâm Như cho biết, các nhân viên, diễn viên đoàn Hoa Đăng Sơ Thượng tràn đầy hy vọng về chiến thắng. Mẹ tôi còn lên kế hoạch ăn mừng, tuy nhiên mọi thứ không như chúng tôi mong đợi. Tôi có cảm giác mất mát như bản thân vừa bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng. Tôi có lỗi với ekip và người hâm mộ. Theo người đẹp 46 tuổi, cô nhẹ lòng khi nói ra những suy nghĩ, lời than trách về kết quả chung cuộc trước truyền thông. Lâm Tâm Như khẳng định, màn thua thảm tại Kim Trung năm nay không ảnh hưởng đến tinh thần cống hiến cho lĩnh vực phim ảnh của cô. Ngôi sao Quynh Tế Hoàng Phi chia sẻ cúp vàng cúp bạc không bằng sự công nhận của khán giả dành cho sản phẩm nghệ thuật của cô. Những lời khen ngợi từ công chúng dành cho Hoa Đăng Sơ Thượng tán dương nỗ lực và là chứng minh cho thành công của chúng tôi. Đó là sự khẳng định, động viên bền vững nhất, Lâm Tâm Như cho biết. Lâm Tâm Như tiết lộ có thể nghĩ thông suốt, gạt đi nỗi buồn để chung vui với đồng nghiệp thắng giải là nhờ tin nhắn an ủi từ Hoắc Kiến Hoa. Theo nữ diễn viên, ông xã động viên cô quên đi thất bại, khen theo với biểu tượng trái tim bày tỏ tình cảm. Phim ăn khách nhưng chưa đủ hay. Trần Tuệ Linh, đại diện ban giám khảo, chia sẻ cũng cảm thấy tiếc trước kết cục trắng tay của Lâm Tâm Như và ekip Hoa Đăng Sơ Thượng. Lý giải nguyên nhân tác phẩm nhận nhiều đề cử nhưng không chiến thắng, Trần Tuệ Linh cho biết Kim Trung 2022 là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa hàng chục tác phẩm chất lượng cao, sáng tạo của năm. Vì vậy, chỉ có những bộ phim đạt đến sự hoàn mỹ gần như tuyệt đối mới có thể được vinh danh. Quá trình lựa chọn tác phẩm, diễn viên đoạt giải rất khó khăn, chính giám khảo, chính tiêu chí và khẩu vị nghệ thuật khác nhau. Chúng tôi không thể sử dụng phép trừ mà phải dùng phép cộng để chọn ra cá nhân, tập thể xứng đáng. Hoa Đăng Sơ Thượng hot nhưng chưa đủ tốt để so sánh với các tác phẩm còn lại trong đề cử rút gọn. Trần Tuyệt Linh nói trên TVBS. Tại Kim Trung 2022, Hoa Đăng Sơ Thượng nhận được 11 đề cử, trong đó có nhiều giải quan trọng như phim hài nhất, nam nữ chính xuất sắc, nam nữ phụ xuất sắc. Tuy nhiên, phim của Lâm Tâm Như không thể trụ nổi top 5 đề cử cuối cùng ở nhiều hạng mục. Từ 11 đề cử, Hoa Đăng Sơ Thượng chỉ còn tranh tài ở 6 hạng mục cá nhân và một giải sáng tạo. Giới phê bình đánh giá dàn diễn viên chính trong Hoa Đăng Sơ Thượng chỉ dừng ở mức tròn vai, nếu so với Trần Á Lan, Thị Đế hay Tạ Duyên Huyên, Thị Hậu, màn thể hiện của Lâm Tâm Như, Dương Cận Hoa, Dương Hữu Ninh đều kém hơn. Về mặt chất lượng, Hoa Đăng Sơ Thượng có kết cấu kịch bản chặt chẽ ở phần 1. Phần 2, 3 của tác phẩm có nội dung lỏng lẻo, xuất hiện nhiều lỗ hổng trong khai triển tình tiết, tâm lý nhân vật. Theo X Today, series Hoa Đăng Sơ Thượng đánh động đến làng phim Hoa Ngữ nhờ danh tiếng của Lâm Tâm Như và chiến dịch quảng bá mang lại hiệu quả. Thực tế tác phẩm vẫn còn nhiều khiếm khuyết nghệ thuật, chưa đạt đến sự sáng tạo mới lạ nếu so sánh với danh sách phim đoạt giải như Trà Kim, Thiên Đường Trên Lầu 4 hay Vua Gia Khánh Du Ngoạn Đài Loan. Tiêu biểu Vua Gia Khánh Du Ngoạn Đài Loan thành công đưa văn hóa kinh kịch vào thể loại phim truyền hình hiện đại, có tư duy làm phim mới mẻ là vai diễn không ràng buộc giới tính. Sau nữ kỳ cựu Trần Á Lan đã cải trang nam giới trong phim và gây ấn tượng mạnh mẽ về diễn xuất. Do đó thất bại Hoa Đăng Sơ Thượng là điều dễ hiểu bởi có nhiều tác phẩm cá nhân xứng đáng hơn để trao giải. Theo Gina, việc Lâm Tâm Như không được giải gì tại Kim Trung là một tiếc nuối lớn khi cô hoạt động sôi nổi trong năm 2021 ở showbiz Đài Loan. Tuy nhiên đây là kết quả tất yếu và công bằng. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.